Khu nuôi của anh Diện tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Khi mà bà con nuôi tôm đang gặp khó do mưa kéo dài và môi trường ô nhiễm thì anh liên tục thu lãi khá. Lứa tôm hiện tại phát triển rất tốt, về xây 35 con một ký chỉ sau gần 4 tháng thả nuôi. Có được thành công này là nhờ anh Diện và bà con trong tổ hợp tác mạnh dạn chuyển sang sử dụng sinh học để cải tạo môi trường ao nuôi. Tham gia mô hình của khuyến nông, bà con tôi được hỗ trợ cái men sinh học của Bù Đề. Xài thì cái nước nó đẹp, nó tốt, nó xanh nước, thấy con tôm nó phát triển, cái vỏ nó trắng đẹp lắm. Vụ này thì em nuôi thấy nó mau lớn là có lãi, lãi cỡ 40%. Đề án liên kết chuyên nghiệp hóa người nông dân do doanh nghiệp phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai thời gian qua đã mang lại những thay đổi tích cực trong tư duy sản xuất của bà con nông dân. Ứng dụng sinh học không chỉ giúp ổn định môi trường, tôm nhanh lớn mà còn giúp giảm thiểu chi phí đầu tư trên một ký tôm. Trong ngành nuôi tôm hiện nay thì cái việc mà nhiều hộ nông dân chuyển từ những cái kháng sinh, những cái thuốc thông thường sang những cái công nghệ sinh học, đặc biệt là cái việc mà chúng ta xử lý nước theo hướng thân thiện môi trường, chất lượng sản phẩm là ngon hơn, là có nhiều cái vị đặc trưng hơn. Chúng tôi muốn tập trung là kêu gọi các cái nhà đầu tư để nâng cao cái giá trị của cái sản phẩm nông nghiệp theo cái hướng là kinh tế xanh và kinh tế số. Đây là một cái xu hướng mà thế giới đang tập trung hiện nay, tập trung vào xây dựng thành những cái chuỗi cung ứng giá trị từ đầu vào đầu ra của sản xuất, thì chính điều đó nó sẽ giảm được chi phí sản xuất, gia tăng được giá trị. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo ngành nông nghiệp đánh giá cao những đơn vị đã đầu tư vào nông nghiệp nói chung và lĩnh vực nuôi tôm nói riêng theo hướng xanh để tăng giá trị, và khẳng định đây là xu thế tất yếu trong lộ trình phát triển nông nghiệp bền vững.